Nhằm khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và vận dụng kiến thức môn học vào thực tiễn cuộc sống, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã hướng dẫn học sinh nghiên cứu pha chế thành công nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường và tặng các trường trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Tại phòng thí nghiệm trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, các em học sinh lớp 11A rất hào hứng và phấn khởi sau khi giáo viên hướng dẫn đã tự tay pha chế thành công dung dịch sát khuẩn tay. Đây là lần đầu tiên mà chúng em vào phòng thí nghiệm được điều chế nước rửa tay. Thì em cảm thấy rằng là đây không chỉ có tác dụng rất lớn đối với môn học, đó là giúp chúng em củng cố được những kiến thức đã học trên lớp, mà đây còn là cơ hội để chúng em có thể thể hiện khả năng của bản thân và sử dụng khả năng đấy để giúp đỡ cho cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ngay từ đầu năm học, nhóm học chúng tôi đã dự kiến làm chuyên đề STEM có liên quan đến bài ăn côn. Năm nay thì diễn biến tình hình COVID đang rất là phức tạp, cho nên là nhà trường thì cũng chỉ đạo nhóm là hướng dẫn là kết hợp chủ đề STEM đó với các hoạt động trải nghiệm pha chế nước rửa tay sát khuẩn. Và hiện nay thì chúng tôi đã hướng dẫn các lớp và các em làm rất là tốt. Thì đây cũng là một cái hoạt động rất là ý nghĩa để hướng dẫn các em gắn kết cái bộ môn hóa học giữa lý thuyết và thực nghiệm. Để học sinh pha chế được dung dịch này, giáo viên dạy bộ môn hóa học hướng dẫn trực tiếp và được thực hiện khép kín trong phòng thí nghiệm. Dụng cụ, chai lọ đều được sát trùng đảm bảo đúng tiêu chuẩn để phòng chống dịch. Chúng em cảm thấy rất là tự tin khi bước vào trong phòng thí nghiệm và tự tay mình có thể điều chế được chai nước rửa tay để đưa ra thị trường. Chúng em rất là mong sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm như thế này để có thể là tăng cái hứng thú của học sinh đối với việc thực hành môn hóa và gắn môn hóa đối với thực tiễn hơn. Nó không chỉ còn đơn giản là những kiến thức khô khan ở trên sách vở nữa. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc mua dung dịch sát khuẩn rửa tay thường xuyên cho giáo viên và học sinh tốn kém kinh phí. Được sự hỗ trợ của giảng viên khoa hóa trường Đại học Sư phạm 1, thầy cô giáo và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đã mạnh dạn nghiên cứu, pha chế được 500 chai rửa tay sát khuẩn để dùng trong trường và tặng cho các trường bạn. Để góp phần sức mình vào trong cùng với cộng đồng để đẩy lùi COVID-19, thì nhà trường cũng đã tổ chức cùng cho các em học sinh là các buổi trải nghiệm để pha cái nước sát khuẩn. Sau khi mà pha chế xong, chúng tôi có gửi mẫu lên chỗ trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhà phân tích, thì kết quả thì là đúng như thành phần đã pha chế ban đầu và an toàn để sử dụng. Hy vọng là trong thời gian tới thì cái sản phẩm này sẽ lan rộng đến và tặng tới các đơn vị khác. Việc điều chế thành công dung dịch rửa tay sát khuẩn là hoạt động có ý nghĩa giúp các em được trải nghiệm thực hành với những sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn. Nhà trường sẽ triển khai trong toàn trường để các em học sinh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19.